tiên mình khởi nhờ bọn hồn dương mình đã có xu ở những dưới rương vì ôn mình đã nâu Malaysia nó trở cái chấp á xem ở bàn tạm đàn rương mà nó đã lấy đằng rương ngất thở cái chấp đời xa riêng ấy hay tớ đó Malaysia hay cái chấp bàn chẳng mấy khiêm đằng rương khiêm mà nãy dưới bàn là Nhóm à tập ban phần tay mình bèn chỉ riêng si chấm răng như thế cứ nhóm chân chấm riêng bọc ôn thà ôn ôn sấy mà nhé và ôn sấy mà này các bạn ôn sấy bọn bắp sấy phần tay các bạn sờ lạnh khi luôn quạt chỉ bọc chẳng ấy và quạt miên cẩm nai khi mà được sấy phần tay các bạn tay luôn có lẽ quạt chặt tục luôn quạt chỉ mà được bọc chẳng ấy và đôi nhẹ một sấy tôi chứ này được như vậy bỏ mình xa anh cái khăn thì là anh ngô thì là anh hơi quạt nóng là gì tam trang tư quạt mình men chia sạc cam chun hơi quạt còn mình đây tiệt tôn thôi ca chỉ vui nâng đẹp bạc dư có chia sạc cam chun gì thì quạt lên Facebook chưa chào thành công chim sen quạt chê con trai khăng khăng hao vì gì chuẩn bị bảo quản tam trang thì quạt miền tận đất nông thật là nông rạch nhà sập quan bảo cái này bạn được chưa đấy nhưng còn mình bạn đang thả quạt vừa quấy quạt lời tin na cứ dừng hoạt động thì lúc ra tập đi cứ thả cái chắc luôn nó ban nhưng đang thả quạt đang lời bật mà lời gì vậy nó đường thì mùi hao yêu đường mùi chiến lúc nhưng còn mình toàn tự ban bảo miền tham mua là hai đầu quấy ban chia bật đi mà lời gì nó chắc quạt nhưng mình đang thả khi chắc quạt đòi xa tại quạt luôn lời khu sập quan lập hiệp được có phần vì giá nơi không bật mà lời gì ban chỉ kê cho cả quạt luôn quạt hay bị chun tập thì mai quấy rước mua các quạt luôn lời tí nút hai quạt từ thật là cầu mà cái hai thà lẽ khăn rồi bỏ có thể chẳng phí chứ bắt chạp bắn không cáp đo đo nẹ tục áo kia tụi mình máu chứ khi mình thơ ý khóc thơ tô mấy cái bởi con là chị trong trở lại nhận hỏi để được không rồi bỏ phun sáy bỏ bị sai vì trong trên lịch khách là ca trên lịch khách sai thai dương kiểu bệnh chun sản lập nước có bán bệnh chun ở kim ở krom sama chất bộ co phêu đặc cam có bán thất là lừa từ là ca đại thất là không ca bị chia là một kỳ chẳng cái ai bộ ca sao để ca nó quay ra vì bệnh mai máu tại ai bệnh mà lấy gì là mấy thứ ca bị quấn chặt quật chẳng là nó có dương mình đang là nó dương còn ta chia lấy chia sinh ra thì vô thế dương mình đang thắt tá riêng bộ quật nó vì rằng mấy cái vòng tròn này vòng nát này dương đang thà cái chặt quật nó dạng nào đi mình tay được xem thà chừng dương mình đang thà cái chặt quật được ra tại port support khi port visa không ca luôn là bệnh mà lấy gì rồi quay quật thất là không cầu mà sự kiện này bộ bảo vận tải nó phơi tụ một mình hỏi một dạng tiếp quạt ọt bàn tiện tôn được sao tại quạt mình miên tầm nét tầm nông chỉ mùi nâng cồng sạc cam chun được bao dương chỉ mùi nâng bạc chứ quạt mình bàn thất là nông bình chi mua chun phi luôn ở chỗ bái đài thất là nông ca clo mưa được bao ông ca ông đặc chiết sinh mình đúng ông ca sinh mình đúng ông ca ấy gì chẳng hay bàn tha thứ lấy vì bà bái hao vì hot pi đại mặt kia bọc bụi dương đại khả năng ca chui đặt sai quạt có bàn tay bà sân chia bụi dương đăng thà dương bên vị thi ở vây ai chui quạt bán bụi dương là chui và bụi dương là chui dương bán chụp được khả năng có mấy cư dương chui bàn tay lúc ra thì dương đăng thà miên bụi là hết sai cho đường vậy lại vậy lạ ở yêu đương na để dương ai chui bán nhưng chui và đương na bị khót kia vậy là dương ai chui bán cơ dương mình ai cộng thì mình miên sản phẩm khả năng ca chui đẹp của phòng đá dương khơi khả mai đôi khi nia rong cứ khi mà chúng tôi thoát đôi khi cứ dương chăng chú ý kia dương bằng tay ta sẽ mặc tiếp dương ai thử bàn bằng nào của hướng dương có ạch đăng ạch đăng ấy đại bằng tôi tại khi chắc tôi là khi bằng cách mà đó từ miền ca sắp xài chẳng là bằng bộ bị xài nâng à trong vlog kênh có trong Facebook để hơi có vlog chôn mà like trong YouTube này sky nhưng mà bạn đồng này chỉ mùi khẳng khẳng là mong trong càng nghe dương là mong nâng thử chụp bạn đồng này hơi dương có sao sao quật nó với chất tức chất sna hạ chết của quật mình cô là quật miền bì sna nhưng bằng lưu số thả quật nâu bà tê Malaysia nâng cư mình ai tầm nét nông chứ mươi cọng ông ca UNHCR nâng tầm bây xông sức chìa chôn thiệt luôn ý nô dô bài bà ná nhưng ở miền ca tầm nét nông dương trong năm nhau quật ai chanh bì mà lê ai mà rô nó dọc thay ý phải chỉ ai miền miền nó cả mà và lâu vì vậy vậy cứ chết bê lo thôi bà bọn hai mươi tiền bằng phôn này nó không sóc thay cứ thả bảo miền tây nhà ấy trong như gì trong chơi hôn xe nó còn chơi bốc hôn này tiền bằng phôn không nói của ba nó nghe nhà phò làm miền mọi khang cầm
ទទួលអ្នកស្កាយើងទៅយើងនឹងចង់មើលថាព័ត៌មាននឹងសំរុំអាចនិយាយបានឬមិនអាចនិយាយបានយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងចាប់ផ្សាយដោយមិនសល់មិញមានអ្នកដំណពលខ្ញុំនិយាយពីរឿងពលស្រីវ៉ាន់លក្ខណាហ្នឹងនៅជប៉ុនហ្នឹងវាក៏និយាយហើយនិយាយពីរឿងកនថាខ្លះៗទៅបាទហើយថ្ងៃនេះតលេចូលដល់ប្រធានបទយើងហើយគ្រឿងខ្លែមយើងហួរហើយហួរម៉ោងគ្រឿងខ្លែមយើងហើយត្រូវបញ្ចប់រឿងថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្
ពីចោលថា Telegram ແລ້ວອາດມີສະຫວັດທະພິບເດគេປ່ວຍປ້ອມຄ້າຍຈະອັນສົນສົກຈິດຄ້າຍគេລួចປໍລະມຽນគេໄພປ້ອມຄ້າຍຈະລួចສົນສົກປໍລະມຽນຂອງບ້ານອ້ອນໃຫ້ສົກຄ້າຍມີອະນາຈະຈ້ອງລួចປໍລະມຽນບໍ່គេເມືອລួចບາດໃດຈັ່ງສົກຄ້າຍຍືນຈົ່ງມາບໍ່គេຈົ່ງບ້ານປໍລະມຽນຢູນຈັນគេສະກອລលួចບາດໃດຈັ່ງມາສົກຄ້າຍຄົນໄຊມີລະປໍລະມຽນອີ່ມີຈໍາບ້ານໄປຕະເລີຍປະມານຊ្នាំໃຫ້ຈະຊ្នាំມົ
ខ្ញុំមិនចង់ឆ្លោតទៅនឹងនេះអីទាំងអស់សោះបែបយ៉ាងហ៊ុនសែនមកនិយាយតែប្រេះតាបាសដោយសារតែរឿងបៃធ្លីសារដែលគម្រាមកំហែងចាប់គេហ្នឹងឥឡូវមកចោលទៅថាគេជួយប្រើ ដោះស្រាយដែរបាទពេលខ្លះទៅយូអិនហ្នឹងគោះទ្វារគេទាំងជប់អីទាំងជប់ថំតាក់តងស្កាត់ទៅតាមព្រំដែនផងអីផងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការយកមនុស្សយកគ្នាយើងនឹងចេញចូលទៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាវិញយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថាវាជារឿងលំបាកបាទនៅពេលដែលពួកអក្រិតជនវាធ្វើរឿងមុនយើងមួយជំហានហើយយើងខំព្យាយាមទប់ស្កាត់វាតាមក្រោយវាជារឿងលំបាកបើយើងទប់ស្កាត់ការពារខ្លួនយើងបានមុនវាជារឿងមួយប្រសើរជួយសម្រាលដល
của dương mình cả trong cái chấm nốt này bọn mình xài thôi ở đây cũng là chôn đi của sắc cam một phép ẩm bơ ở cái này nơi bờ tây nam của tây nam này bên tây nhà nuôi chúa sắc cam một phép muốn sắm đặt cây hết bắt sắm đặt cây tam rồi xài chỉ vì chừng vui của ác lời người nó cứ là của sống cùng người nó bên tây nhà chúa bên bạn nào cả và nó ngay ở con bong ở Nerivan và nơi vị trí nhà bong từ vị trí nhà thấy bong kia dân là nó ngay nó ngay đây là riêng nông dân chỗ đó là thì là bọt dương trong bọt cái này dùng trong đại sản đô su ta Campuchia phổ biến đập đòi sức mà chân tế phổ biến đập đòi là thiết bị chia thập tại đại tế bây giờ sản đô nó đã xua tới cư miên phụ ở mình đích bỏ trộn lâu bỏ hôn sáng thì chân mà bỏ ra á lúc trong video đang mau hơi chúc bóng quay mình nhưng mà tôi mang lại ở đường là khu ách bóng nơi rồi khu ách tí tức là mà đây bằng hôn sáng chẩm rối nhỏ là khu ách hơi hơi à lời tha telegram nó chỉ bỏ phone nên mình ai tục chất bang lại kỳ châu lui chỉ châu ở prà bỏ bỏ tên ở prà bỏ mai bên gì nhưng mình tha bỏ mai đi là bỏ bỏ tên cái thế được nhưng dương sợ ban cho chơi rồi nó hai tặng bị tập bộ máu đó cứ dương chưa tha và thiên fresh new nó cứ chưa được kì ao cho xe cam bị thi và cái cam bị thi khu lại nhưng là bây giờ máu ốc tiền ở khmer dùng prà hai con cá nghi số con cá phụ việt tam đàn tụi này tụi nông rồi bỏ côn trang khi khi này khó khăn chưa tha cá đã bằng cá khu ấy nó cứ đã bị tam đàn tái công cái đẹp bạc chỉ chôn đôi khi đi phù tha sập đáp chưa bỏ tụi tới khmer này là chưa từ prà khu ấy nó đi cứ miền đất công cái đẹp bạc chỉ chôn đôi khi đây là classy châu nhà classy châu thời download anh đang hay là bị uốn mì là khuôn bàn download đầy hơi hơi tiếc thôi cá tụi này tụi nông khi tam mà bỏ khu ấy nó trong anh đang hay là tha สำหรับตามด้านแต่คลีนี่เราบอกในบางจุดชนกลุ่มท่าการหรือยืมปลาคูอัดนั่นคือที่อาจูตเมอร์ซาเยอะดังท่ายืมสาวชลองคลีนี่หรือ JPA หรือ JPA เรื่องไอ้เรื่องไอ้บ่าคือถ้าดังฉบับมันมาลองเฮ้ยจังเฮ้ยบะซินจีจังดังท่ากีจังชูปีสาวท่าตาเมียนสวัสดิ์เพียบปลาคูอัดนั่นคือมันปลาเนี่ยในปลาคูอัดนั่นซาพยาซาเตยคลีนี่ไป JPA ไปลอยเนี่ยเฮ้ยรีบจังกาจุบจุ่มคลีต่อวานในบทเตะคนใส่บทจังดังตาตาคิดดังมุดด้วยกับดังมุดจังดังสักบทตาระคืออันนี้ผมไม่ผมมุดคือบุญประมรอยเนี่ยพญาซาตั้งเลยรีบจำช่วยกาเตรียมเตียต่อวาเรื่องนามวยเรื่องไอ้มวยหรือกับเรื่อง CLV เรื่องไอ้ดังดังบทเตะคนใส่ในไอ้สักบทบ่าตาคิดดังหรือมันดังบ่าอันนั้นให้บันจังไปเชียร์ท่าอะไรคนใส่ก็ปราบเพียร์ท่าเตะลีกรามมันมีสวัสดิ์ทีมไปเจาะเป็นสวัสดิ์ทีมแต่คนใส่ในไอ้เจ้าจะดูจากคบโลกเก็บปราบเตะลีกรามดูจากคบโลกเราเบียนเคยบอร์ดเบียนบันดังจุดตัว CNN BBC บอพบโลกไอ้บอร์ดเบียนบันดังอาร์เจเซราไอ้ดังกิฟไซท่าเตะลีกรามนั่งมันมีสวัสดิ์ทีมของการปราบอัดเคยเจอหรือคนใส่มวยละอู้ให้คำจุดรู้อย่าปราบคูอัพขณะเป็นได้เกดังท่าคูอัพนั้นอันเนี่ยได้ประกาศนั้นเนี่ยได้ประกาศอเมริกาคูอัพนั้นคือชาใส่หาให้บางคนดังให้การอย่าใส่หาไปเธอเองหลักเวลาลุยทอดสำเร็จเก๋โยนหน้านั้นโอ้แต่ลุยทอดสำเร็จใหญ่หน้าไอ้ไอ้ดำไอ้นานุ่งเรื่องเกย์ปุ่งเรื่องโป่งปุ่งเรื่องไอ้นั่งกอบีลุยจุดแต่สนามเรื่องเกย์เจ้าโตเคลียไอ้สีมมไอ้กัดสักไอ้กัดสักลิบสักไอ้นั่งกอบตือลุยสักเกย์ลุยสักเนี่ยยี่ให้จังดอมเนี่ยแต่ปราคูอัพอย่างไม่เข้มสู้เมื่อสู้ใส่โจยเมื่อแต่ดาวโหลดคูลอัพนั่งยมมาปราศไอ้ยมเอาไอ้กิดังติดตีอ่อนจังนั่งมาพูดอาตะกายวีอันเนี่ยได้ประกันกลุ่มนึกเมย์กลุ่มนึกได้ประกันคูลอัพนั่งไอ้เนี่ยจีเนี่ยลุยทอดสำเร็จเนี่ยนโยบายลุยทอดสำเร็จเกย์โยแต่ผมขอทัวเรื่องประเด็นประดาให้คนใส่ทางทางอาศัยหาอาศัยหานะอันนั้นอาศัยหาวีนั่งอาศัยหาเมียอาศัยหานาเดียบ่าให้ฉันก็ว่าเขียนปรับท่าบอกโอนเอ้ยอาเฟรนิวนั่งไอ้là bay đang à qua là viên friend you đang là bay để sai vậy là bay để sai từ riêng à qua là viên friend you cao đến ba từ bốn nó sao qua là viên friend you ba từ bốn á bắt sai bên này qua là từ bên này làm anh này tại là sao từ bây giờ riêng bây giờ họ sẽ lên và họ riêng ấy thằng này thằng nào ấy đứng ban à friend you đứng bây là bay để sai và sẽ lên bay lên ai ban khi nó bây qua tam là friend you cái mà tới bạn kia đang thả friend you đứng chia sai hà sai hà đứng chia nó à sai hà đứng cứ chia sai hà đứng à mui coi mui xa kì đứng ai hai kia sai hà đứng anh đang nghe sai hà นั่นไงบอกจริยามันเล็ดใช่ไหมมันเล็ดในวิจิญาโอเคนั่นไงบางคนเข้มยลธาบัตโนมก็บอกคนไอ้ยังดัชมูฮอยซอมรุมอยู่บอกมาได้ไหมแบบนี้โยปิซากิตปราติดจึงให้บัตคูลอาจยังต้องซอมติดไม่เป็นนะเข้มน่าดัชมูคนไอ้ยังขมายนะประกาศบอกมาเข้มดัชมูขมายมั้งบางคนเข้มมันดัชมูเกดิบ่ามันโยปิซากิตปราติดบ่าอยู่ดัชมูขมายอะไร
ដាក់ឈ្មោះអាកុយអាក្រមអាក្រមអាក្រមអាចអាកុយអាហេបអីចឹងទៅវាសមដាក់ឈ្មោះមិនអាសៃហាអាបចឹងទៅទេអាសៃហាអាចចឹងទៅនឹងជំនិសិទ្ធថាអាសៃហាអូស្ដាច់អួតអូមិនត្រឹមស្ដាច់អួតទេអានេះស្ដាច់ល្ងើទៀតណាโอเคឥឡូវយើងដល់ប្រធានបទយើងឆ្លើយតបទៅពួកនឹងទីហៅតលេចាំអូនិយាយចឹងបងវិសាឈប់សិនអឺដោយសារតែពួកយើងផ្សំមិញបងវិសាយកវីដេអូអាតារាចម្រៀងកាមេរ៉ាស្រីមុននោះឥឡូវ3 Facebook អានោះគេយកទៅត្រូលគ្រប់គ្នាអាស្លៀកពាក់ខោអាវចេញមកមិនច្រឡំគេនោះណាគឺថាចេញមកគេឥឡូវនេះឃើញគេត្រូលគ្រប់គ្នាល្បីគ្រប់គ្នាអឺលោកឯងកម្លាយទៅឯងជាប់ជាមួយនឹងគេដែរគេខមមិនថាអើយប្រយ័ត្នប៉ះប្រពន្ធវាអីស្នាដាក់រូបវិទ្យាទៅគឺគុណឯងកម្លាយនឹងខូចដែរដាក់មិនដាក់ចិត្តអាកាមេរ៉ាស្រីមុនទៅដាក់ចិត្តប្រពន្ធគេអឺនេះមានគេថាឲ្យនិយាយរឿងអង្គការផងបាទតែនិយាយកុំនិយាយវាល្បីបងនេះមានហើយយើងទុកឲ្យបងប្អូនយើងសើចចូលក្នុងព័ត៌ Facebook ទៅអាតងៃតប៉ែខុសគេវាមិនស្គាល់ពិភពលោកនេះយ៉ាងម៉េចបើយើងមនុស្សដែលឆ្លាតមនុស្សចេះដឹងមុនគេមកប្រទេសណាប្រទេសណាគេឆែកមើលធាតុអាកាសខាងនោះយើងត្រូវស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យសមគេព្រោះមកអាចេញមកណាអៅរោមសັດអៅឯណាខ្ពើមកអៅរោមសັດហ្នឹងនៅស្រុកអាមេរិកគេចង់ប្តឹងដល់លេអានេះយើងថារបស់ខ្លះៗចុះនៅស្រុកអាមេរិកនៅស្រុកបារាំងគេប្តឹងគេបាតកម្មប្រឆាំងពូសម្រាប់សັບយករោមមកធ្វើអៅហ្នឹងគេចាំងបានគេជប់ឲ្យប្រើឥឡូវអៅរោមសັດហ្នឹងវាព្រោះវាសាហាវគ្រប់គ្រឹបពេកអៅរោមសັດហ្នឹងសើចេញមកសុកចិនដល់លេខ្ញុំបានឃើញនិយាយទៅយើងអានឹងទៅខ្លោចចិត្តឆ្មាឆ្កែអារោមល្អហ្នឹងវាចាប់បោចទាំងនោះណាវាបោចយកស្បែកទាំងនោះហើយគ្នាអស់ស្បែកហើយនៅដើរទៅត្រុកទៅដល់លេខ្ញុំឃើញអូខ្លោចចិត្តមែនទេយើងពូអនុសាហាវគ្រប់គ្រឹបហ្នឹងវាដើម្បីលុយចឹងបានគេបាតកម្មគេជប់ប្រឆាំងជាមួយអាយុរោមសັດមកធ្វើអៅហ្នឹងជប់ឲ្យបាទបងវិសាចអលិះហៅបងឯងញ៉ាំនំគេណាបាទឲ្យគាត់អលិះឲ្យញ៉ាំអលិះមាននំហ្នឹងទៅឲ្យបងវិសាចញ៉ាំបាទនំអារ៉ាអលិះនំអារ៉ានំនិយាយដើមអាយដុលបងសិងផ្អាប់បងឯងទៅមើលអាមួយហ្នឹងគង់នៅម្ដងហ្វីឡាទេបាទខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់បងវិសាខ្ញុំមើលខមមិនបងពូខ្ញុំមិនសើមិនខ្ញុំចេះតែមានអារម្មណ៍បុកពូចេះតែបុកពូជ្រោះវាខ្លាចទៅវាស៊ីទឹកត្រីស៊ីពងមាន់សោយឃើញខ្មែរយើងប្រកួតពូជគឺគាត់មានស្មារតីជាតិនិយមគាត់ស្អប់គាត់ស្អប់អាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងហើយពេលចិត្តទៅខ្ញុំឃើញខមមិនឃើញគាត់ខ្ញុំចេះតែមានអារម្មណ៍បុកពូជ្រោះវាតែមកចាប់អីខ្ញុំអាលក្ខពើខ្ញុំអានតែខមមិនដែរលក្ខសេទុកឲ្យបងវិស័យទៅគេលោកបងវិស័យគាត់បានអានប៉ុណ្្នឹងតែមិនទៅជាយ៉ាប់ទៅវិញខ្ញុំគាត់តែអ្នកជួយនាំសារគេសោះខ្ញុំយ៉ាប់ដែរអត់ទេរត់ដើរភ្ជុំអញ្ចឹងលក្ខធ្វើនំគមថ្ងៃមុនផ្ញើនំគមមកខ្ញុំមើលពុះស្នូលឡើងក្រហមល្អហ៎និយាយចឹងបងឡាត្រីលឺបងឡាត្រីលឺគាត់នេះគាត់ស្នូលប្រើស្កតណោតស្កតណោតនេះស្នូលស្កតណោតហើយដងបងឡាត្រីលឺគាត់ឃ្លៀងងប់ហីបងអូខេបងពុកវាសោចអី Malin Cow that's for raincoat is absolutely out of date អឺខ្ញុំមិនយល់ថាហ្នឹងជារោមសត្វទេអើអាវវាពាក់ហ្នឹងគាត់ចំបោះចំបោះគេចាក់ពីខៅដូចអីនិយាយចឹងបែងគេអុកញ៉ាអីដូចអា Christmas ដល់ឥឡូវឃើញអាខែ Christmas គេយកសសនេះមករុំដើមឈើពណ៌សអាហ្នឹងណាបើឯងចេះថាគេអុកញ៉ាគេមិនទៅពាក់អាវនឹងរំលឹកថាឈ្មោះអាមួយហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកដែលគាត់រិះគន់ដែលគាត់នៅបងប្អូនចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនស្ដាប់ហើយជួយឆេញផងបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចប់ឬក៏ដកខ្លួនចេញពី CLV អ្នកដែលគាត់រិះគន់ដែលគាត់រត់អាចភាសាមួយថាគាត់រត់ពីសពខ្មែរទៅនៅបរទេសទៅចុះគាត់បែរជានិយាយថាអញ្ចេះ CLV ដកហើយប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវតែស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតាមភាពសិទ្ធិនោះឡើងវិញដើម្បីទទួលបានអធិបតេយ្យច្រើនជាពិសេសពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
khum suo tới lok chuyên chuyên tha tao bây giờ bọn đi cầm chiếc cua tới mình cắt da lịch sử bây giờ thay sầm nuôi lang vinh thế rồi còn tới da đùi mình đấy là sao tại bên đi cướp tổn rong tầng óc đầm na can không sụp cũng cứ đầm na ca thầm na son để biết có mình xây phim được bao nhiêu ta cua tới cài tổn rong rồi còn da lịch sử bây giờ thay rồi sầm nuôi được bao nhiêu qua bàn lực lang đại được tiền bạc ờ con sầm nuôi nắng để bong bồn from bạch trắng còn vô bảy hà pi chiết địa hay co đầm bay bán bản to cà rồi nới nâng bản to đầm bay rót chân về tây Cambodia vì muốn còn vô bảy hà clv cắt được đây ở tây Việt Nam rồi có ở Việt Nam áp vật rồi có bản châu khai từng buôn ở tây Việt Nam là bên sầm đai bản chập cái nhà sạ cá có đường lớn bị bảy hà sự thị mình luôn cứ đừng bị chia thập tài thích bản chân mật tệ ba chục bản này Cambodia po ping từ đó rất bản chân mật tệ po ping từ đó là thích bản chia thập tài cái nào mà dân dây ông pi bản chia thập tài dân prapra từng luôn មានទម្រង់របស់វាទម្រង់ឯកសារដែលយើងគិតថាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺទម្រង់សំខាន់នៃប្រជាធិបតេយ្យមាន5ធំធំទម្រង់ទី1គឺត្រូវមានគណៈបកនយោបាយពហុបកអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្ពុជាមាននេះពហុបកមានគណៈបកច្រើនណាច្រើនបច្ចុប្បន្នមានគណៈបកនៅក្នុងសភាមានពហុបកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាមានពហុបកឯងមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាស្ថាប័នកម្ពុជានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមានទេមានកន្លែងខ្លះមានរដ្ឋបាលគណៈបកបាទអាហ្នឹងគឺទម្រង់ទី1គឺឧបបកហ្នឹងហើយទម្រង់ទី2ក្នុងប្រជាធិបតេយ្យគឺទម្រង់ការចេញពីការបោះឆ្នោតតែកម្ពុជាមានការចាត់តាំងអត់មានទេអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត1ប្រកបដោយសុចរិតត្រឹមត្រូវនឹងបងខ្ញុំមើលទៅអញ្ចឹងគណៈបកដែលចូលប្រកួតប្រជែងក្នុងឆ្នាំ2023បោះឆ្នោតគឺវាអត់កើតទេតតែទម្រង់មកទម្រង់សិនពីព្រោះវាមានច្រើនទម្រង់ឥឡូវយើងបោះឆ្នោតអំពីអាទម្រង់ទី1និយាយអំពីរឿងពហុបកសិនបាទនិយាយអំពីរឿងពហុបកនឹងដែលគេលើកឡើងអំពីដោយថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពហុបកសួរថាតើគោលដៅអត្តន័យខ្លឹមសាររបស់គេក្នុងការនិយាយអំពីពហុបកហ្នឹងតើគេចង់គឺថាគឺគេប្រើគេគាត់ប្រើពាក្យថាបាក់អាយ៉ងឬក៏បាក់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងបើបាក់ខ្លះវាកើតមកមិនមែនដើម្បីប្រកួតប្រជែងទេគឺបាក់មកដើម្បីទៅឯកអបសុំកៅអីសុំអំណាចពីបាក់មានអំណាចបានទៅមកកៅអីបានទៅពីកៅអីហ្នឹងមិនមែនជាបាក់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងវាអត់មានការប្រកួតប្រជែងបាទគោលនយោបាយគេអត់មានប្រកួតប្រជែងទេគេអត់ហ៊ានរិះគន់ការដឹកនាំរបស់គណៈបកការណាចទេកំហុសអីអត់មានឈរជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងអំពីទុកលំដាប់វេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅជុំនឹងសត្វខែជុំប្រទេសគេអត់មានទេអត់ហ៊ាននិយាយទេបាទគឺចូលមកដើម្បីតែហែហោមបង្កើតគណៈបកយកលុយពីហ៊ុនសែនទៅទៀតមែនមានការសារភាពពីអ្នកណាគេទេធ្លាប់សារភាពថារឿងហ៊ុនសែននឹងបើកឲ្យលុយក្នុងបកមួយហ៊ុនសែនឲ្យប្រហែលម៉ឺនបងវិសាខ្ញុំចាំអតាខ្ញុំតិចណាស់អតាខ្ញុំតិចអីហ្នឹងហើយអាចចំណុចហ្នឹងហើយតែវាលើកយកមកថាពហុបកអានេះវានិយាយនេះវានិយាយដូចវានិយាយតាមតែសបកតាមតែសបកប៉ុន្តែវាអត់មានន័យវាអត់មានខ្លឹមសារវាផ្ទុយពីអ្វីដែលជាគោលបំណងពិតប្រាកដនៃការដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាបាទហើយបងយះយះខ្ញុំវាហោះពីវាអស់ពីហួសចិត្តដល់ឯងវាសំដៅចង់ស្អួតក៏ស្អួតវាមិនចេញទេឥឡូវដល់ពេលវាប្រើភាសាហ្នឹងដោយអត់មានន័យខ្លឹមសារហ្នឹងហើយពហុបតាវាស្អីបើមួយក្នុងរបស់ឆ្នោតឲ្យគេឲ្យ5កៅអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាអួតពហុបដែរអបៈដែលប្រជាជនគ្រប់គ្រងពិតប្រកបអបៈដែលអាចយកជាជំនះវារំលាយចោលវាបិទគេមកឲ្យគេចូលប្រកួតជាមួយហើយអបៈអស់ហ្នឹងប្រទេសណាប៉ិនគេណាប្រជាធិបតេយ្យគេដឹងច្បាស់អបៈអស់ហ្នឹងជាបៈអាយ៉ងដែលវាបង្កើតមកហើយវាហ៊ានបញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថាអបៈហ្នឹងបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវតាមបានសម្លេងអត់ហើយអបៈតាំង20 30ហ្នឹងអ្នកណាបង្កើតមកវាមានតបៈហើយគ្នាវាតពី3អ្នកចូលមេបៈនិងអនុប្រធានបៈចាំតែថ្ងៃបើកលុយពីពីហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយតាំងមានអ្នកណាទទួលស្គាល់មានប្រជាជនណាបោះឆ្នោតឲ្យអាពហុបៈដែលវានិយាយក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងគណៈបៈហ៊ុនសែនហ្នឹងបោះឆ្នោតរាល់តែឆ្នាំមិនដែលមានសម្លេងហ្នឹងប៉ុន្តែលើកនេះគេឲ្យ5កៅអីដោយសារលើកមុនវាលួចមក125កៅអីវាខ្មាស់គេពេកវាខ្មាស់គេពេកវាមិនអាចមានអីបកស្រាយដល់ពេលអាណត្តិនេះវារំលាយបិទភ្លើងទៀនមកជុំបោះឆ្នោតតែមួយហើយវាប្រគល5កៅអីឲ្យគណៈបកចង់ជេរដែរអាគណៈបកហ៊ុនពេជ្របងខ្ញុំចាំថាអង្ការវាបាន125កៅអីហ្នឹងហ៊ុនសែនខឹងបងភាសាខឹងខឹងអីគេកោចោបងមុនអាប្រចាំហ្នឹងឈួយគេទេកោចោបងទេមីថាតែពីថាបាទហ៊ុនសែនខឹងណាលួចយកទាំងអស់ហ្មងអត់មានទុកអត់មានទុកឲ្យបាក់អីណាខ្លះអីគាត់បានសំដាយយីសោះហ្នឹងណាបាទហ៊ុនសែន
ហ៊ុនសែនថាមកអាប្រកាច់ហើយលួចមឹកឡើងគេដឹងថាលួចហើយហើយឲ្យគេខ្លះទៅដល់ពេលលើកនេះបានអាចារ្យមកអាចារ្យធ្វើទៅបំណងវាមែនបាទអាចារ្យចូលមកវាលួចវាទុកឲ្យប្រកាច់នឹងបាន5កៅអីនឹងបានការស្អីថាកូនស្ដាច់ចោលមសៀននឹងរបស់គណៈបតាវាស្អីទេមែនណាវាមិនដែលបានតែឃើញស្អីចូលក្នុងសភានឹងវាមិនដែលឃើញតវ៉ារឿងពីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋឬជាតិរឿងអីទៅមែនអាហ្នឹងវាបើនិយាយទៅក្នុងរដ្ឋសភាវារំលឹកមកតែរឿងកូនកូនហ្នឹងប៉ុន្តែវានិយាយពីរឿងតម្លាភាពនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងប្រតិភិយហ្នឹងតើកំសំហេតុផលទេហើយក្នុងប្រតិភិយវាមានអា3កៅអីចូលអង្គុយជាមួយហ្នឹងអាហ្នឹងគួយចាំបក់ភ្លើងបក់ផ្សែងឲ្យគេហ្នឹងយើងខ្ញុំពិបាកខ្ញុំមិនចង់និយាយបើតែខ្ញុំអីអត់ចូលទេមែនណាវាអបាយវាចូលទៅអត់បានការវាទៅគោរពតើកៅអីបង្គេវាចូលទៅវានាំឲ្យថាអាហ្នឹងវាចូលមកបកស្រាយប្រាប់អន្តរជាតិចឹងអ្នកឯងថាខ្ញុំឯកបៈមិនកើតនៅក្នុងរដ្ឋសភាខ្ញុំឃើញមានបកចម្រុះមានពីរបកហេហើយនៅអ្នកប្រជាតបតៃគេដល់ពេលគេនិយាយចឹងគេអត់មានពាក្យអីតវិញគេដឹងថាអាហ្នឹងជាល្បិចកលអាហ្នឹងជាអីសបែបយ៉ាងហើយបើក្នុងផ្លូវច្បាប់គេមានពីរបកក្នុងសភាមែនបាទអាហ្នឹងវាចឹងបងប្អូនបើយើងនិយាយឲ្យខ្លឹមសារពិតប្រកបទៅគេថាពួកអបអនុសិទ្ធិពួកបអយ៉ងទេដែលហ៊ុនសែនបកគលឲ្យមានរដ្ឋសភានៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីបកស្រាយភ្ញាច់ទៅឲ្យអ្នកដែលតាមដានប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅវាចោលពួកយើងនឹងគេថារដ្ឋចោលស្រុកនឹងរដ្ឋចោលប្រទេសនឹងសពបែបយ៉ាងទៅអារឹក CLV នឹងគេជំរុញឲ្យវាដកឲ្យច្បាស់លាស់ពីអារឹក CLV នឹងមិនមែនដកតែក្នុងกระดาษក្នុងសភៅទេបាទលឺរឿងថ្មីថ្មីហ្នឹងអារឿងគេទៀមទីឲ្យហ៊ុនសែនដកឲ្យផ្ដាច់ការរុស្ស៊ីជាមួយយូនរដ្ឋដាច់ការទេឲ្យសងលុយគេរាប់ពាន់លានហើយចូលតឡាកា ICJ អន្តរជាតិឲ្យគេប៉ណ្ដឹងទៀតប៉ុន្តែប្រកាសនឹងវាបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យវាធ្វើបាបគេវាអត់គ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិទេវាឬច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអីសិតអន្តរជាតិទូស្គាល់វាអត់គ្រប់ផងវាធ្វើអីតាមតាមអំពើចិត្តវាដល់ពេលរឿងបញ្ហាប៉ះដល់ផលប្រយោជន៍យួនវាថាខ្លាចគេប៉ណ្ដឹងខ្លាចគេសងអានេះយកឲ្យចប់ទៅខ្លាចយួនហើយអញដបទេយួនវាយក្បាលឲ្យងប់យើងនិយាយឲ្យចំចឹងទៅបើហើយអា5ចំណុចដែលវិយនឹងមានការបោះឆ្នោតដឹងហើយវាបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតនឹងវាអត់តម្លាភាពបោះឆ្នោតនឹងវាអត់ប្រយោជន៍បាទអាណាមិនដឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អាសដាមហ៊ូសេនមិនវាអញ្ចឹងបោះឆ្នោតរត់ដល់វាបាន120កៅអីរហូតរត់ដល់អាណត្តិហ្នឹងមានណាស់ដែលទៅហាមខត់ថាបាក់នេះអត់អាចត្រូវនិយាយគោលនយោបាយមួយជាជំនួសបានទេមែនទេអត់មានទេគឺទូលាយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺមានឯករាជ្យភាពចំពោះគណៈបកនយោបាយមានន័យថាបើតំបន់ភូមិកគណៈបកប្រជាជនឃោសនាបានគណៈបកដតីផ្សេងទៀតក៏ទៅឃោសនាបានដែរអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតយើងបោះឆ្នោតទេស្រុកយើងបោះឆ្នោតមែនទេបាទនេះបោះឆ្នោតទី3មើលឲ្យទៀតមើលការចូលរួមរបស់ប្រជាជនបាទអញ្ចឹងរាល់ការកសាងដំណើរការនៃការប្រវត្តិមូលដ្ឋានក្រមរក្សាគុំសង្កាត់អ្វីៗទាំងអស់គេតែងតែបំផុសឲ្យប្រជាជនមានការចូលរួមការចូលរួមរបស់ប្រជាជនទាំងអង្គការមហាជនទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដល់ថ្ងៃនេះប្រជាជនខ្លះក៏មានបញ្ហាក៏ផ្ញើដរិចទៅសម្ដេចធិបតីក៏មានក៏ផ្ញើដរិចទៅសម្ដេចដេជោក៏មានក៏ផ្ញើដរិចចូលភេកក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងសានក្រសួងនេះក្រសួងនោះក៏មានបាទអានោះគឺជាការចូលរួមមួយហ៎មែនទេបាទការចូលរួមទី4ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសង្គមស៊ីវិលប្រជាជនណាផ្ញើស្អីគេផ្ញើគេផ្ញើដរិចទៅនឹងប្រជាជនណាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីខ្ញុំមកវិញវិញចឹងបងប្អូនយើងនាំតែក្តៅយើងស្ដាប់ទៅចង់ stress ស្ដាប់ទៅចង់ផ្ទុះពួកបារនេះស្ដាប់ទៅអានោះបើនៅក្បែរវាដាក់បកភ្លៀងទៅចាំឆ្លើយទូឯងវិជាជុំណាមកផ្ញើសារ direct ទៅហ៊ុនសែនហើយក៏លុយមែនផ្ញើសារ direct ទៅហ៊ុនសែនផ្ញើសារ direct ទៅហ៊ុនម៉ាណែតតែផ្ញើរបៀបម៉េចផ្ញើរបៀបម៉េចឲ្យវិជាជុំជាប្រវត្តិរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីរອບរយគ្រួសារឲ្យដឹងផ្ញើតាមណាហើយកម្មកោណាការវើទៀមទាហើយឡើងប្រហែលឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយអត់មានអាប្រភ្លើណាដឹងអត់មានអាប្រភ្លើណាចូលទៅទទួលសារពីពួកគាត់ចឹងមើលសួរអាសង្កេតខ្ញុំដឹងឈ្មោះវាអីទេបងហ្នឹងហើយអាមីអានឹងចឹងមកថានៅចិត្តវាដាក់ពីកំភ្លៀងឲ្យចាំឆ្លើយមួយវាបងខ្ញុំដល់ពេលចឹងអាចឹងខ្ញុំថាវាចេញហឹងសាមកពីក្នុងចិត្តគេថាហឹងសាកើតចេញពីចិត្តដល់ពេលនិយាយចឹងអានឹងដាច់សោះបាត់ហើយចឹងអត់ដលេបើមុខមាត់វាទៅឲ្យខ្មៅកញ្ញេះដូចកំបីហ្នឹងវាគួរតែមានខួរក្បាលខ្មៅកំរិកគុនអ្នកខ្មៅមែនតែខ្ញុំដល់ពេលចឹងវាគួរតែមានខួរក្បាលហើយជាគណិតជាតិនិយមជាខ្មែរវាគួរតែមើលឃើញលទ្ធផលតើវាត្រឹមត្រូវអត់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មើលវាមកនិយាយឯណាតែប្រទេសតែប្រដា
ទៅយើងវាហើយអារឿងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិបញ្ចេញមតិសេរីតាវាស្អីគ្រាន់តែមីកម្នាក់និយាយរឿងបញ្ហាយូនចាប់គេដាក់គុកអានឹងសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវហើយហើយនិយាយនៅចិត្តអីមកកញោខុសអ្នកវាយគាត់ថាអឡប់ហ្នឹងហើយលក្ខណៈគាត់ថារឿងកើតពេញប្រទេសនៅតែធ្វើមិនដឹកលឺផងតម្រាំផ្ញើឆាទៅគិតថាវាវាមិនមែនគិតថាវាមិនមែនអរិយអឺនិយាយទៅបើខ្ញុំថារឿងគ្រប់កន្លែងវិជ្ជាប្រវត្តិតវ៉ាគ្រប់កន្លែងទឹកភ្នែកហូអឺរាល់ថ្ងៃឲ្យពួកអានេះវានិយាយមកផ្ញើសារទៅហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណៃដូចស្រួលដូចផុយអាយើងស្ដាប់និយាយតិចទេបងប្អូនកុំកុំខឹងបាទនៅកម្ពុជាមានអង្គការសង្គមសិលដូចជាជាង 6,000 អង្គការច្រើនបាទធ្វើសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នមានតែហាមឃាត់ទេបាទអត់មានហាមឃាត់ទេមិនអញ្ចឹងទេទៅជួបជុំអង្គការ6,000ទេអាគឺអង្គការសួរថាចេះអង្គការតាវាមាន 6,000 ខ្ញុំមិនដែលឮអង្គការមាន 6,000 នៅស្រុកខ្មែរបងនិយាយអរិយគេលោកគេមានទូលេខគេគេមានអង្គការជនពិការអង្គការក្មេងកំព្រាអង្គការអីផ្សេងៗអញ្ចឹងអរិយអង្គការមានច្រើនមែនប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាអង្គការដែលសំខាន់សំខាន់ដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទី1អង្គការសិទ្ធិមនុស្សទី2អង្គការលីកកាដូហើយនិងអង្គការស្អីគេទៀតទេបងដែលត្រូវហ៊ុនសែនប្រជាឲ្យបាត់ទីស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរចោលណាដែលហ៊ុនសែនប្រជាបាត់ណាជាអង្គការដែលតែងតែជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការតាក់ទងផ្នែកច្បាប់ក្នុងការអីហ្នឹងការរំលោភសិទ្ធិទឹកអីហ្នឹងគឺអង្គការហ្នឹងបាទជាអ្នកជួយលើកឡើងហ្នឹងឥឡូវហ៊ុនសែនបិទចោលអស់ហើយប្រហែលអង្គការអង្គការហ៊ុនសែនបិទចោលខ្លះចង់សួរបងប្អូនដែលគាត់ទស្សនាហ្នឹងហើយជាគាត់អត់ចាំដូចខ្ញុំមិនខុសខ្ញុំដឹងអង្គការគេល្អល្អហ៊ុនសែនបិទចោលអស់លីអង្គការ NDI របស់អាមេរិកអង្គការ IOI គឺហ៊ុនសែនបិទទាំងពីរអង្គការហ្នឹងអង្គការរបស់អាមេរិកបាទគឺជាអង្គការដែលជួយបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទគឺត្រូវហ៊ុនសែនបិទចោលហើយអង្គការហ្នឹងតែធ្វើឲ្យអាមេរិកស្អប់ហ៊ុនសែនបិទដក GSP ដកអង្គការ NDI របស់គេហ្នឹងគឺជាអង្គការហ្នឹងឈ្មោះគេ NDI National Democracy Institute វិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលវិទ្យាប្រជាធិបតេយ្យជាតិដែលជាអង្គការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេផ្ដល់ជំនួយដល់ខ្មែរយើងឲ្យរៀនស្គាល់គាត់ជួយចាំមុខជាមួយនឹងទុកឆឹងតបនេះឯក្លោបងហៀវយូមកគាត់ហ្នឹងបែបម៉មប៉ិនគ្នាហ្មងបាទហ្នឹងហើយអង្គការសង្ត្រាល់បាទហ្នឹងហើយក៏វាបិទដែរអរគុណអ្វីដែលខ្ញុំដឹងបងប្អូនអង្គការដែលចុះបញ្ជីដែលពិតប្រកបអង្គការដែលគេទទួលស្គាល់ខ្ញុំថាមានត្រឹម40អង្គការនឹកថា100អង្គការចុះខ្ញុំច្រើនឥឡូវនិយាយថាអង្គការ6000ឲ្យប្រកាសនឹងរាប់មើលរាប់តារាប់តា20 30អង្ការមានហ្នឹងយកអង្ការវាមកពីណាវាដល់6000អង្ការបើប្រមាណប្រទេសខ្មែរនោះបើមាន6000អង្ការមានមកអង្ការមានតែមានតែ10អ្នកធ្វើការអង្ការវាចូលមនុស្សប្រមាណលក្ខណាប្រមាណលានអ្នកដែលមានការងារធ្វើយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងបាទវាមិនដែលមាន6000អង្ការក្បាលវាស្អីទេអានេះវាចេះតែនិយាយហើយនឹងទី5របបសាព័ត៌មាននៅកម្ពុជាប្រជាជនមួយអ្នកមានស្មាតហ្វូនមួយអញ្ចឹងប្រជាជនម្នាក់ជាម្ចាស់ព័ត៌មានមួយក្រៅពីព័ត៌មានដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានក៏មានព័ត៌មានរាប់លានព័ត៌មានទៀតដែលកំពុងផ្សាយនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិបងប្អូនខ្លះរាល់ថ្ងៃគាត់ដើរទៅឃើញផ្លូវកលុកគាត់ថតហើយបោះសួរថាអានឹងជាព័ត៌មានទេជាព័ត៌មានរបស់គាត់ជាសេរីភាពអញ្ចឹងយើងមើលឧបករណ៍ទាំង5នេះកម្ពុជាបានបំពេញគ្រប់កន់ក្នុងយន្តការនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអើយយកពុតអាប្រកាសហ្នឹងវាមើលទៅណាគេដែលទៅថតរឿងក្លប់ជួនយោដីអារឿងគេកាប់ព្រៃឈើចាប់គេដាក់គុកយើងទៅព័ត៌មានអស់ហ្នឹងអានឹងវានិយាយសត្វអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវវានិយាយថាប្រជាជនម្នាក់ក៏មាន smartphone ក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានបើអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរហ្នឹងអ្នក7ណប់លានអ្នកម្នាក់សត្វអ្នកសារព័ត៌មានបើអ្នកសារព័ត៌មានម្លឹងហើយនេះបើវាចាំហ៎វានិយាយថាអមិញនេះវាថាអីម្នាក់ទូប្រជាពលរដ្ឋកាន់ទូរស័ព្ទម្នាក់ជាសារព័ត៌មានម្នាក់ថ្ងៃមុនអ្នកណាគេនិយាយអាស្អីគេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្អីគេបងដែលនិយាយថាក្មេងៗបរិថានទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានអីគេអត់មានលក្ខណៈជាវិជ្ជាជីវៈបាទចង់ថាធ្វើអីអូអាក្រសួងស្អីដែនដីហ្នឹងឯងអាក្រសួងឯងអេអាក្រសួងប្រៃឈើហ្នឹងគេហៅស្អីបងប្អូនហៅស្អីប្រៃឈើក្រសួងមើលប្រៃឈើហ្នឹងគេហៅស្អីអឺមែនទេមកអាហ្នឹងអៀងសផលឡៃអៀងសផលឡៃអ
Yên sắp lại nó viên nó mơ khang cửa xuống xây cửa xuống rục khá phẩm mát nhé. Cửa xuống bà rạch than. Nâng không chịu còn xuống bà rạch than rồi, xuống bà rạch than. Bà yên sắp lại đây anh dây biểu ứng tha ọt miên cái ọt miên chỉ việc ọt miên đấy nữa. Bà hồi hôn sáng ở cái giấy này cái chọn giấy đôi bị ảo áp bẻ mấy nhóm này. Cái là bây giờ rõt mấy viên smartphone của khuyên. Và bây giờ rõt mấy nhóm chia nhóm xa qua mấy nhóm. Đó là bây giờ rõ rướng, là bây giờ trong cháu và trong chắp. Cho là nhóm xa qua mấy nhóm chỉ việc. Ở giờ này chẳng hạn, chúng ta lưu việc thứ ba nhóm xa qua mấy nhóm tiết bằng vì sao. Nhóm xa qua mấy nhóm chất thật cho hai ca toán. Là bây giờ rõt sáng tiêm tia bánh hát đầy thị, bắt đầy thị, bắt đầy dùn trồn đồ cho đầy sáng. Có bây giờ châu chấp đăng đèn nét xa bờ miền kia tháng chỉ nét xa bờ miền ở miền chỉ về ấy chẳng hạn bà anh đứng mà ta sầm tây biên là gì bật luôn sầm tây biên là gì tới mới tới đôi chân đó mà tay à ca là quạt bật đang cứ vì ác rọ khu vực ở đây đại dương anh những người dưới bàn dương bà ra là anh bà ra gì mùi biết thời dương bật à hiệp khăn tây này tu hình hong mà sụp bay mà sụp bay ở cái gì đang xa bờ miền chẳng mang khơi mấy mấy nít đã lấy mình chạm à xa bờ miền mùi mà đó làm rệt như sấy miền hôm nay mà nè nấu Pennsylvania nó kiểu miền một cái bò rô xi miền rục chặt mùi về hào mùi trong đằng kia rô xi khăng ấy đấy nó kiểu gì bỏ vót mà chả về hào đằng rô xi tập bóng chấp đam bị pram là la mà vốn mà bậc cai mà nói chuyện được chẳng có mà bậc cai đam pram là la mà rô xi sau cầm rít miền nó lạc lần như tập đa chứ nó về dễ hiểu khu ai thuê mà vốn nào mà mấy nhà ca rô xí là lấy viên mà liên với một chiếc rô xí trong cho cro luôn á, rô xí mình rôm rôm thôi vì miền Pramala vì mà rô xí miền miền Việt Hà người đồng bằng là lấy miền Pramala à bây giờ mai mau làm đi sắp ngày đăng ký cái miền nó hay rô xí Pramala miền phải như nè miền anh ấy chưa việc chắc là dễ chân cốt dễ cho cao đó là lấy anh nó sẽ à cái xuống à đúng là sẽ à tất đây là o nó à vô hà má là nó viên mà đo làm đi khi mặt bàn mười đấy bà nâng bảo mang ngay đi khi việc chạm sai nó vọt đây hơi vọt đến đâu thì còn phi là này hơi mà cha về hà nó đây đâu phi là đang đây chú mua ấy đây là nè phi là cái u chưa xí đây là vì vì u một cái bò về rosi chắc đang bị pram là à bà cái như sống say bị chọc lùi bị bị sọc mày màu tê à nó bà bị miệt lùi màu bà cái rụng chạm đồng mệt quá đó ngay mạng cho nó không đủ tivi thì bà bảo kia là dùng đồ thu việc bao của son đập hiếp nó của lao son đập hiếp tao em mọc ok mà đặc nam bậc tây là bậc cái nạp bạc và Campuchia cá láng đại cá chặt tăng đầu tiên cái nạp bạc chiến trường Campuchia ban cái đặc nam bậc tây tam là dân là cá này cá bó nào đại miên cá và quân bậc trên chuẩn muối cái nạp bạc chiến mà phây tiết được nóng rát sắt phía cá pí ngay tí à pí pan mà phây bay lòng màu chẳng đôi chứ này nên cứ chỉ dân là cá này cá nó bó nữa là thị bậc thấp và thầy đó là trong ban như vậy và lớp trên tay của nó lâu trong ban như này thì là trong thấy mấy ai lên đừng bị phốp lố cái thôi chẳng được kìa vậy nên lúc đi kinh khủng một cuộc chiến cao và sao nào bây giờ này và đồng viên cái nạp bạc chiến tập tay những cái nạp bạc sát thiên đó khi mình thực ca cuộc chiến mẹ nói tạm giữ dân ca này ca khúc nào cam chiến thôi đi kia chụp hãy còn ba hãy hiên lên cái nạp bạc chiến tập tay Donald Trump hay năng Joe Biden năng cuộc chiến kia cho lấy xu bia với ai mới sọc mai hoàng ngay năng cái nạp bạc na cuộc bùi nạp bạc na mới anh xu ấy thì mới à và ngay đến cái bạn sập mai nâng bạn nào mà cùng một bạn à gì anh đi dắt men đồng phong à chắc là về hiền cho mình cái ý nhưng mà sai về hiền lên cho anh đi một kẻ còn ba hiền lên cho mà đấy mà cùng một chơi nhiều cái này bạn đâu đã ra mà chờ bay đơn mà cùng cái này anh đi hiền khi mà hút chặt về như vậy chẳng cần vì mà bứt thiết về nâng bệnh vì ở đằng thằng cá bọc nó vì tập ngày nó kia ở tổ score nó về tổ score là kia vì đằng cá bộ hôm nay là bộ không mình đi tới tổ score hôm sáng bọc nó lâu lâu nó biết là phải à bắt đây không mình đi mà bắt đây thằng cá tổ score là vô là chân là liu à bay nó ra bên đằng kia là tổ score nhưng đây khi bắt đây phải chia tập tay nó tổ score cá bọc nó là số mấy thôi về một clip thêm đằng cá nè phải chia tập tay nè mình phải cột nè phải phục lục cái thôi chẳng vì phục lục mai à nó đôi vía dây là ca gặp bộ vía à cô chỗ bo gặp khné vía rum li cho nạp bạc kia là mình phải chia chân con trâu nói chung là cút ở về u thà về phải phục lục cái thôi chẳng ta xa rồi là mình kia đây rum li bạc na cháu kiểu này dùng chả năng ơi đặt phơi mà lên kêu mi à buổi tiệc năng này sao khné vía năng người ta tôi gọi khné vía này của mà chia tập tay nâng à tay chân năng cái chân ban bàn na tiệt đấy kịp ra tiệt hôn sai tiệt
ันนี้เบอร์สันเนี่ยยังอาจทั้งไงนามวยอาจยังกระโปรงมาไว้ยังย่ออาจแบบไม่ได้พิถีพิถันแบบเว้ยจริงจมูกวิลูกหลายตาลูกพอกลูกพอกเธอไอ้ยังไอ้ตาลูกมองเรื่องอายุท้อมกันโยคู่กายดังโนใหม่เธอจังได้ไม่ไอ้ปีใส่ไม่ไอ้ท่าจังบ้านมันทั้งไงโยปนาทิศปนายังเวียนเนี่ยไปเชิดตาเยี่ยมไอ้เธอจังบ้านเยี่ยมมันไอ้กลุ่มนุ่มพอหมดยังมีจัดทำไมกับขวาด้วยพวกบีไปคลายยังเยอะตามมาร้อมยังคันจังแบนนะปนะเราไปยังจูบแล้วยังเลื่อนไหลเพื่อตรงเบอร์เท้าเตี้ยเลยพวกเวียเธอรู้ยังมองจิตตังเราเว้ยพวกนี้เบอร์สันยังจูบเป็นเวียเธอว่ายังอันนัดเวียไปเลยพวกประกาศเจ้านี่ตั้งอ่ะมวยโอไฮโยแล้วมึงจังมึงเงื้อเงื้อเธออันนัดเวียจังตัวต้นกันเอาไว้นะเอาไว้นะงูรู้ใจยังหนาสกี้อะไรก็ได้เพียงเป็นอะไรยังมีอำนาจเดี๋ยวสันเดี๋ยวคนใจดูมีไปชี้ทับไตเปิดประกอบนะโอ้หามวยดังเบิ่มเมาเอ้ยปีมนเมาปียังคลายใช่ใช่บัดยันเถื่อยังดังอ่ะจะรักปวดนี่ยังบันยี่ได้ไหมไหวเจ็บเจียนโครงสร้างในการบุกเจียนอัดเมียนตั้งอัดการในอ่ะอำเภอหงษาเทียบอะไรยังเป็นอำเภอหงษาเลยกลองมาบ้านฉันเอาเมียนหงษาไม่เทียบเลยมีกี่โอ้โหหน้าประกาศตั้งปีดองบ่าว่าสัวทัตตาอะไรประเทศเมียนประเทศทัตตาเนี่ยยังไม่เป็นอย่างไรนึงยังสัวครองเป็นช่างสัวทัตตาอย่างนาเต๋อวิ่งได้กาโคสนากรมพวงดำนาการเนี่ยไม่ให้ไปเกิดจนประเทศเนี่ยทัตไตรตรบานเก๋ปองเถื่อเขียนหดดอกเต๋อปีดองตาเนี่ยคือจีอำเภอหงษาครองดำนาการบ้านฉันเอาหรือก็เจี๋ยเรื่องไอ้ไอ้ปับช่างยืนเรื่องหนึ่งพอแล้วยืนเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องกิบันประธานนั่งดอยซาแต่ปีจีจนกิมันมันเป็นชัดไม่ดังน้องมาที่บันอาลังยึดปรับอ่อยอาลังเงยยังเต้าบันแต่สกขมาอาลังเงยไม่ดังน้อมเวียกำจัดไปเจียบรถไอ้ยิงมาปริบเทียมไปหังซาไม่ก็รวยนะมีน้ำหน้าเนี่ยครุกรงอ่ะวดต่างอ๋อสกขมาเป็นไปเจียบรถนะแต่ตะปนปองบังสำลับอ่ะไม่ดังน้อมอันนี้เป็นยิงมาตะปือยังเถอะแต่กระเอาเด้อได้ไหมปลุกใครจะจนได้ปองสำลับโลกโดนัทรัมต้องเติร์บานผลิตเติร์บานอะไรนั่นคือดักจัดการเรียบเรียงลำดับบันแต่สกขมาเนี่ยได้ทื่ออำเภอสังสารเนี่ยนโยบายคือล้างถนัดล้างสระล้างตัวหนึ่งดีเฮ้ยไปเดี๋ยวเราติดครัวเติร์บานที่ช่วยกาเปียบบัดกูเลยเปลี่ยนโอ้ที่เราแจ้งไรไปบุญกบาลได้เจงไฟตำนางเรียแต่ปัตตุกุเชียนไปหลบย่อยจำรานในนังกงสุพีลายระบุปิกาบุญชีวิตนั้นคือปุ๊บอาไปกบาลนั่นแหละลางลางลางถนัดสเตอร์ลางกายลางไอ้อ้อยบ่าประมาณนี้ได้ใบก่อนนั้นอันนั้นให้เป็นที่พอกนี้หายจังยังเครื่องซานอยู่บ้านยังนะมุ้ยนั่งยมยังยังจังหายมันจังปลายเพียซาเพียซาคนไซน์จมุ้ยเบี้ยยังจังต่อวันใต้เราหลบเบียโตรโปคนไซน์คลังไปจังต่อยกเพียซาคนไซน์เผยจมุ้ยเบี้ยอันนั้นวันท้าไปยังไอ้วิกฤตมือเรื่องเพิ่งสร้างโรงพยาบาลให้สกรรมชนคณะปะจิตเจ้าอุตรบาลเกิดด้วยไวปีกล่าวอีกบ่าแต่อันนั้นใบชาผู้วัดดอลเตอร์เมย์ดักนอมคณะปะนี่บอกไม่ใช่จำแต่ผู้วัดจำแต่เชื่อสกรรมชนนี่อุตรบาลเกิดด้วยไวปีกล่าวอีกผ่องอุตรบาลคือตะกุ่มเรียมเตะผ่องกุ๊บทวีปเตะมาได้ระบบโอนใส่แหลกนาบ้านแหลกบ้ากุ๊บทวีปเตะก่อนเต้กลุ่มเรียมกอดกุ๊บเทียบจะกอดคณะเป็นไอ้ผู้กอดเหมือนกิจกรรมจนเดี๋ยวบายเขานั่นตาเท้าต้องวิ่งดังวิ่งอุทาอัดเมียนกิจกรรมเพียบไอ้กิจหงษาเดี๋ยวบายไอ้ที่นี่วิ่งอัดนี่ให้อันนั้นเจ๊เจ๊มาปลุกเจ๊มาอย่างเยี่ยงจังบัดซึ่งเจ้าอ้อยเจ้าบรอดเลือกลาของปีกิจกรรมเพียบหงษาเดี๋ยวบายจังอ๋ออันนี้เป็นคุยโอใส่ชาวบ้านนี่เอาไปชิมเอาไปชิมรสเอาสักการ์มชุนในบ้านนโยบายเรียบร้อยปีอำเภอหงษาแต่เลยพวกวัดกระลอกเมาเนี่ยมันดังเกียร์อันนี้ติดมาให้ชิมได้ชิมชาวอยู่มวยพวกวัดดิอันนั้นให้บางคนยังชอยตอบแต่ผู้วิทยาจังหวัดคณะปะปชังชาวอารมณ์ไม่คณะปะปชังช่องก่อนก้อนโตรคณะปะปชังยังชาวปราบีกันพิบบอชนอตอำเภอหงษาในสารรถสี่กิมินกรมัญญาทอกิมินนี่กิจับบ้านกิขมิ้นได้เพิ่มเพิ่มสามกิบันสลับกัดโต้สอบแบบอย่างคนไทยสกมาโดยแต่เลยบอกสายตาผู้อัดเพิ่มเพิ่มสามเราฮดดอลฮดไซน์เพิ่มเพิ่มสามเต้าเมียนะจับผู้อัดแชร์เอาหนังยิ้มมาได้ก็คลาสบ่บ่อันนั้นยกจังปราบเต้าขมายุไม่เยาวีเอาเวียดดังพองกับอากระบายไม่เยอะอันนั้นคือสอบมกเวียงมาอันนั้นมกกระบายย้ายเป็นยี่มาชูเตียงเตี้ยเถื่อกระดาวริทบอลฮันก็ได้โอนพร้อมมันเนี่ยในยีธาบบอชนอตมีนอันยากระดาษตรงเท้ากดเอาสกายโชว์ชิมุกดชนะได้ตรงเท้าริทบอลเรื่องบอชนาทจมวยฮอนไซน์เนี่ยพวกคณะปะจีจุนนะบาปุ้งเวกกำกบโครงโกโจบอกำสำลดกำเรียมกับให้บิจิปรอดมีนใส่พีบบอชนาทโดยเกนอเมริกเนี่ยจำท่าพวกอันนี้รถดับก็เองบ้านว่าบกฮอนไซน์เนี่ยเกินสมาร์ทการนำนายไซส์สับชนะน้องเดือดซาบิจิจุนบอชนาทเอาไว้
sợ tầng vơ thao tiếp lui sạch nào kê tầng hỏi mà ụt buồn bị chết thật đấy anh nói cái mình đang làm tế hiệp đại ca phụ ai cũng đi đại ca Việt Nam là vô và bị chết thật đấy mà lúc của bạn hay là bộ này từ bọn nó đã phạm tầng hỏi mà nó sẽ là phải do phụ viên là bật cây mở đấy sao phụ viên bật cây rồi bà lòng thư từ bọn nó chẳng làm bây bằng anh rạp ông đã chết ở kia khuyên ta ô bởi tế kim bị chết thật đấy thì bọn nó trông trâu อันนี้วิชาการเปิดบ่าวคนក្នុងពិភពលោកនេះប្រទេសវិជាតបតៃពិតប្រកបគេគាត់តែមើលដឹងហើយក្នុងពិភពលោកប្រទេសវិជាតបតៃវាមិនដែលមានអាណាដែលឈ្នះគេដាច់រហូតដល់ឋានៈហ្នឹងវិជាតបតៃយើងមើលដូណាល់ត្រាំហើយនឹងជូបៃដិនសន្លឹកឆ្នោតប្រទីនប្រទុងបដិញគ្នាខុសឋានតិចតិចឯងបងប្អូនអាហ្នឹងបានគេវិជាតបតៃមានការប្រកួតប្រជែងពិតប្រកបប៉ុន្តែវានេះវាឈ្នះដាច់យកតែឯងវាមានឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមានសម្លេងដល់10សម្លេងក្នុងសភានេះផ្ល
chênh ơ bạn tí vi sruol vi krup krong chăng bơ sân vi ới 10 cái 5 10 cái tam nó ni mơ miên na samlei 10 cái ok ai prachang vi ban đai bơ pon ni vi mhi tpoy chăng tây vi khlai krup thnak bơ nâng ha Daley ឥឡូវយើងចង់មកដល់ ban khơy khơy a chai promo krih chi chênh mơ nhiêu mấy Daley miên đạ video nó mơ chạc sau chi ខ្ញុំបានមើលវីដេអូនឹងទាំងស្រុងដែរបងអឺអត់អវ័យអត់ទេខ្ញុំគឺបានស្ដាប់មុនពេលនិយាយកាត់ពាក្យវិចិញវាចង់និយាយថាចេះអាឆែកខ្ញុំថាចេះវាថាអឺតើយកដីពីយួនតើយកដីកម្ពុជាក្រោមពីយកដីខ្មែរទៅរត់មកវិញធ្វើអីបើខ្មែរមាន7 10លានអ្នកហ្នឹងនៅតែឆ្លោះគ្នាអាហ្នឹងពាក្យដែលមាននិយាយពេញណាបាទអាហ្នឹងអវ័យដែលគេកាត់ហ្នឹងគឺគេកាត់តែចំណុចហ្នឹងបាត់ទៅប៉ុន្តែតាមពិតទៅវានិយាយថាយកមកធ្វើអីបើដីខ្មែរ7 10លានអ្នកហ្នឹងឲ្យខ្មែររវល់នៅតែឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងឯងបានជាខ្ញុំមិនធន់បកស្រាយទៅប្រតិកម្មទៅនឹងអវ័យដែរគេកាត់យកមកនឹងទីលើកឡើងមិនមកនឹងទីបើប៉ុន្តែអវ័យដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំជំរុញវានោះគឺកាយវិការវាស្ដីបន្ទោសទៅដល់លោកតាម្នាក់ទៅលោកតាអាចារ្យម្នាក់ណាអាហ្នឹងបានខ្ញុំឃើញថានេះអាហ្នឹងគឺតែអាហ្នឹងបាត់តែខោហ្នឹងចាំស្អែកយកអាហ្នឹងយកមកឆ្លើយមកដាក់វាតិចបងនឹងហើយឥឡូវយើងអស់ហើយបងប្អូនបងប្អូនណាមានឆ្ងល់អីសំណួរអីពីអាពីអ្នកមិញបងប្អូនជេរវាអស់ច្រើនហើយអញ្ចឹងវាយកមកនិយាយអញ្ចឹងវាគ្រប់ត្រូលណាបាទបងប្អូនហើយខ្ញុំឃើញមានតែមួយទៀតស្អីមកចរិតទេគេនិយាយសរសើរពីកណ្ណថាដែលហ៊ានសារភាពអ្វីដែលធ្វើខកហ៊ានទទួលសារភាពហ៊ាននិយាយចុះយើងសួរបកាច់នឹងហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដីឲ្យគេវាហ៊ានសារភាពតើវាកាត់ទឹកដីឲ្យគេអត់ហ៊ានសារភាពតើកាត់ខែទាំងអស់នោះដាក់ឲ្យយូនអត់ពួកអរនេះបងវិសាលវាតែងតែប្រៀបធៀបអ្នកដែលសុំទោសអ្នកដែលដឹងខ្លួនខុសអីហ្នឹងគឺតែងតែប្រៀបធៀបបើឆ្លាតពួកអត់វាបងប្រៀបធៀបជាមួយហ៊ុនសែនមិនក៏វាមិនសារភាពពួកឲ្យហ៊ុនសែនបងសារភាពផងរឿងធ្វើបាក់កោះត្រល់ហ្នឹងអាណាកាត់ឲ្យខ្មែរទឹកបាក់កោះត្រល់នៅក្នុងសភាឆ្នាំ2005ហ្នឹងអាណាឡើងនិយាយក្នុងរដ្ឋសភា5ម៉ោងតែឯងនិយាយរៀបរាប់តោពីនិយាយបាន5ម៉ោងគឺបាក់កោះត្រល់ហ្នឹងបាទឲ្យសួរមើលបាទអាហ្នឹងអាសួរអញ្ចឹងចឹងបងវិសាចង់ប្រៀបធៀបមកវិញអញ្ចឹងគួរតែប្រៀបធៀបទៅហ៊ុនសែនប្រៀបធៀបអត់មានអ្នកណាខុសពីហ៊ុនសែនទេវីដេអូទាំងអស់អ្នកណាក៏ដោយបញ្ចេញមកសុំទោសថាដឹងតែខ្លួនឯងខុសដឹងអីណាគួរតែលើកពាក្យនឹងសួរថាហ៊ុនសែនតើហ៊ុនសែនមានទេធៀបសុំទោសជាប្រដ្ឋខ្មែរនេះតែជាប្រដ្ឋខ្មែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះធ្លាក់ខ្លួនខ្លាចទៅជាកូនបំណុលធនាគារស្ទើរតែខ្មែរទូទាំងប្រទេសជាប់បំណុលគេហ៊ុនសែនធៀបបញ្ចេញសុំទោសជាប្រដ្ឋខ្មែរនេះហ៊ុនសែនហ៊ានចេញសុំទោសជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃជាង2លានអ្នកថាខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពរកការងារឲ្យពួកគាត់បានធ្វើស្ទឹមត្រូវសំរុំនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងនេះបាទហ៊ុនសែនហ៊ានទេសួរអាចចំណុចហ្នឹងពួកអាអស់ហ្នឹងទោះតែសួរវាអញ្ចឹងបាទអារឿងអ្នកដែលសុំទោសហ្នឹងថាខ្លួនឯងខុសអីហ្នឹងយកទៅប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយដែលត្រូវរបស់ហ៊ុនសែនធ្វើបាបតាមបណ្ដេញតាមរំលីបាក់គេនិយាយទៅប្រៀបធៀបជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងគួរទៅប្រៀបធៀបទៅនឹងហ៊ុនសែនថាហ្នឹងបានវាជាសំណួរត្រឹមត្រូវបងបាទហ្នឹងហើយយើងសួរឲ្យវាសួរទៅហ៊ុនសែនមានសារភាពទេហ៊ុនសែនលើកយូនលើកបន្ទប់បាទហ៊ឺសួរហ៊ុនសែនសារភាពទេហ៊ុនសែនរត់ទៅសង្យុនប្រាអាយុរស់ទៅហ៊ុនសែនណាហ៊ឺសារភាពតាខ្លួនឯងរត់ទៅយុទៅរំដោះទឹកដីអីទេមានសារភាពអត់ហើយហ៊ុនសែនសប្ដងហ៊ានសារភាពទេថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2993ចាញ់សន្លឹកឆ្នោតហើយទៅប្រកាសអាគមហ៊ុនសែនសារភាពអត់អាភ្លឺអត់នេះវានិយាយតែពិសាអញ្ចឹងមកធ្វើក្តៅទៅមកខ្ញុំជុំពីមុនខ្ញុំមិនសូវក្តៅប៉ុន្មានឥឡូវស្ដាប់ពួកអស់នេះទៅវាអត់មានការពន្យល់ទាំងអស់វានិយាយមួយបង្កាច់វាបង្កាច់យើងអ្នកគ្រប់ត្រូលមួយបង្កាច់អ្នកគណៈបព្វឆាំងដោយ
kia trâu kia thơ bạp chặt đặt phục sống bạp giang ở đôi ôn văn lạc nà mình đời thơ ba cũng riêng mà bụng đai đại kia cũng riêng con kia thằng mình toàn đang ngay phong cục chạc cục bị sống bạp giang hỏi việc thang cùng miền ngày nào mới có trình màu xa ra kia với xa ra kia tôi giờ xí còn là thang đọc tê vì trên màu troll vô con là tha từ dưới trên xa là phía bà lớn nhưng chắc đọc phương con là tha năng trong trong sọ biết là đọc về chẳng á bà là ngay bọn vì chia thì họ cũng gặp lọc dây tam tạm tại vì mình chia thì họ là đấy và tôi bây chia miền sầm phía cái lá sầm rạp nhóm á nhóm là kết thai vì chia cùng đu mùi mà nó sầm rạp khai như người này tê sầm rạp nhẹ này khi mình chia trên nhầm chia đi con bỏ ạc ra từ sau chỉ trai được năng sử dụng bằng tay tiêu phát bài tay chia trên màu thưa vì đâu tôi bài năng chẳng á từ vì chia cùng đu mùi mà nó đi là ngày bộ sai tay cái bọn khăn tay thì chắc chắn cái khơi ôn đầu bị trôi mơ chẳng bọn người ta cười chắc chắn Kinh đồn sung chiến của ta đăng tê thà khám rạ sợi môn xong đây là San Francisco mình nhạc tầm mơ chẳng đề khi mà đăng tê bỏ môn là nâu khẻ khẳng San Francisco chui prap ông ta mình cả quảm rộ chẳng đề bà